Chào các bạn, ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chưa biết thiêu sẽ thiêu tranh chữ thập, nhưng mà cái cách này là cách thứ hai. Hôm trước mình có chia sẻ cách một là đi ngang tranh, cách này cách thứ hai là cách đi dọc tranh. Cái cách này thì dùng cho các bạn thiêu tranh, thiêu các mẫu tranh thông thường, ngoại trừ tranh nhân vật là tranh Phật thì các bạn nên thiêu cái cách một nha. Cách một là đi ngang tranh. Còn cách này là đi dọc tranh thì các bạn thiêu dành cho các mẫu như phong cảnh, hoạt hình hay là hoa, lá, vân vân. Và các mẫu mà có kích thước lớn và các bạn thiêu không cầm khung, không dùng khung ha. Còn cái cách 1 á, các bạn dùng khung để thiêu cũng được mà không dùng khung cũng được luôn. Cái cách này đối với những bạn mới vừa muốn biết thiêu, muốn tập thiêu nè. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một bộ dụng cụ thiêu một bức tranh á. Các bạn mua thì nó sẽ có vải nè, chỉ, rồi sách hướng dẫn. Cái quyển này là cái quyển sách hướng dẫn nha các bạn. Cái này là xỏ chỉ, kim, cái kim. Nếu như các bạn mà thêu tranh mẫu mà kích thước lớn á, 1 mét trở lên á, các bạn nên chuẩn bị, các bạn nên làm một cái gói ghim ghim. Cái này là mình tự làm nè. Mình tự làm thì nó hơi xấu xí một chút xíu, nhưng mà được cái là có cái để mình dùng. Thì để chi để các bạn ghim những cái chỉ kim mà có mã số vô đây nè, mình không cần phải nhớ, đỡ cực nha các bạn. Nên làm ha. Bạn nào mà muốn làm cái gói ghim ghim này á, các bạn comment dưới đi. Nếu mà nhiều á, nhiều các bạn yêu cầu, nhiều bạn yêu cầu á, thì mình sẽ quay cái clip hướng dẫn các bạn làm cái gói kim kim này. Kim các bạn theo người ta cho theo tranh thông thường sẽ là cây kim thường, size là 24. Cái kim đó, cái mũi kim hơi nhọn nè. Nó giống cái kim này nè. Cái mũi kim hơi nhọn và cái đuôi kim cũng hơi nhọn nữa. Cho nên mình không có dùng tạm thời ở đây. Mình sẽ dùng cây kim của mình hay dùng, đó là kim đức size 24 hoặc là size 26. Đối với các bạn mà mới biết thiêu á, các bạn nên dùng kim size 24 nha. Size 24 thì cái cây kim nó to hơn. Đây là kim đức nè. Size 24 ở trên nè bạn, size 26 ở dưới. Rồi, bây giờ mình lấy cây kim so cho các bạn xem luôn, để cho các bạn mới học thiêu, vì chúng ta mới học thiêu chúng ta cầm kim chưa có quen, cho nên các bạn nên cầm kim to ha. Đây nè, size 26. Size 26 là cây kim nhỏ. Cây kim nhỏ, size 24 là cây kim to hơn. Đuôi kim bằng và mũi kim cũng bằng, để tránh tình trạng là chúng ta đâm mạnh tay quá đau tay á. Các bạn mới thiêu thì nên dùng loại size 24 nha. Size 26 này á, các bạn dùng cho vải 11CT, 14CT được luôn. Là cái loại kim nhỏ đó, size 26. Dùng cho đa dạng vải lắm. Còn size 24 các bạn chỉ dùng cho tranh thiêu thường và vải 11CT thôi. Tại vì nó to, nó tương đương với cây kim thường. Rồi, mình chỉ nói sơ thôi, các bạn muốn biết thì các bạn xem lại cái video trước mình có chia sẻ rồi nha. Và một cái bấm chỉ, một cái kéo bấm chỉ, kéo nào cũng được tùy các bạn. Cái cách thiêu này thì chúng ta không dùng khung, cho nên các bạn không cần chuẩn bị khung cho mình. Bây giờ mình vô cái chủ đề chính là làm sao để thiêu một bức tranh dọc, thiêu dọc thôi, thiêu chữ thập. Bây giờ các bạn nhìn trên hình của mình ở đây, cái hàng này nè. Cái dãy số, những con số liên tục này là số thứ tự. Các bạn nhìn ở đầu của cái phần in màu, in ký hiệu nha. Đây là dãy số thứ tự. Tiếp theo cái hàng này là hàng ký hiệu thiêu nè, ký hiệu. Và đây là nó có chữ DMC nè, các bạn thấy không? Thì các bạn, đây là mã chỉ. Mã chỉ này dùng làm gì? Dùng để các bạn mua chỉ khi các bạn thiêu bị thiếu. Rồi, làm quen sơ sơ rồi ha các bạn ha. Rồi tiếp tục, bây giờ các bạn nhìn ký hiệu trên đây. Đây là màu ký hiệu nè.
Màu ký hiệu này nó không thể hiện màu chỉ nha các bạn, nó chỉ là màu ký hiệu để các bạn thêu chỉ vào ở vị trí này, đúng vị trí người ta yêu cầu thôi. Ví dụ ở trên tranh nó, những mẫu tranh của mình thì nó có ghi số 39 thì các bạn sẽ lấy chỉ cái bảng, trong cái bảng chỉ này, trong cái bảng chỉ đi theo tranh đó, sẽ lấy chỉ ở số 39, sẽ lấy chỉ ở số 39. Đây là ô 39 nè, chỉ ở số 39 nè. Thì các bạn lấy chỉ ở số 39 này, các bạn thêu vào ký hiệu hồng gạch này, ký hiệu này. Bất kỳ chỗ nào có ký hiệu này đều thêu chỉ của ô 39, của số thứ tự 39. Rồi. Tiếp tục như vậy thì ở đây chúng ta có màu xanh này, ký hiệu là số 38 nè. Ký hiệu 30, số 38 thì ở đây ở trên bảng chỉ các bạn lấy chỉ ở số 38 và thêu vào màu ký hiệu này nha. Rồi, số 10 là ký hiệu tròn màu trắng này. Số 10 thì chúng ta sẽ lấy chỉ ở ô số 10. Đây ô số 10 và tương đo đồng xuống đây là chỉ ô số 10. Thì các bạn lấy chỉ này thêu vào ký hiệu này. Ký hiệu y chang nhau thì các bạn thêu lấy chỉ của cái ô số đó thêu vào cho mình. Rồi, vậy ha. Bây giờ đầu tiên mình sẽ thêu số 39. Ở đây ký hiệu này là 39. Ở mé góc tranh á thì mình sẽ lấy chỉ, lấy một sợi chỉ nè, một cọng chỉ. Chỉ này đã được cắt sẵn là một cọng nha các bạn. Trong một cọng chỉ nó có 6 sợi thì các bạn sẽ rút ra từng sợi cho mình. Một lần rút là một sợi và rút 3 lần là 3 sợi vào một kim. Thì bây giờ các bạn rút chỉ cho mình nha. Các bạn rút chỉ chứ không được tách chỉ ra làm đôi như thế này nha. Khi các bạn tách chỉ thì thiêu nó sẽ bị xoắn và các bạn sẽ rất là bực mình. Rút chỉ ra cho mình từng từng sợi. Đây là một sợi nè. Hai sợi. Ba sợi. Cho dù còn cái phần còn lại còn 3 sợi là sẽ vào một kim thì các bạn vẫn là rút từng sợi ra cho mình chứ không có để nguyên 3 sợi nha. Rồi sau đó chúng ta so lại và vuốt chỉ nó ha. Vuốt thì chúng ta vuốt bằng tay á. Cái này mình không có dùng sáp nha các bạn. Các bạn muốn sau khi các bạn thiêu mà cảm thấy mình thiêu ổn rồi, các bạn muốn nâng cao thêm một chút xíu nữa thì các bạn cứ xem mấy cái clip trước mình đã chia sẻ ha. Các bạn nhớ kéo nó ra như vậy, vuốt nó như thế này thì chút nữa nó thẳng à. Nè. Chỉ nó sẽ thẳng nha. Sau khi các bạn đã tách rút ra 3 sợi cho mình thì bây giờ xỏ vào kim. Các bạn lấy cây kim. Xỏ chỉ. Thì cái xỏ chỉ để làm cái gì? Đưa cái đầu xỏ chỉ này nè vào trong cây kim. Rồi bây giờ chỉ nè, các bạn móc lên đây cho mình ha. Móc vô cái đầu xỏ chỉ này. Bây giờ chúng ta kéo qua cây kim là xong. Kéo kim qua. Xỏ chỉ ba vào thiêu giùm mình. Đây là vải 11CT thì các bạn thiêu chỉ ba nha. Vải 11CT thiêu chỉ ba lưu ý giùm mình. Ở nếu mà thông thường hiện tại bây giờ chỉ có đa phần là vải 11CT. Cho nên nếu như các bạn mua chỗ mình, các bạn có thể hỏi, hoặc bất kỳ shop nào các bạn cũng có thể hỏi là vải bao nhiêu, 11CT, 14CT hay 9CT. Bởi vì mỗi loại vải á sẽ có cái số lượng sợi chỉ quy định của hãng người ta khác nhau. Bây giờ màu số 39 mình sẽ bắt đầu từ đây. Điểm một ô này. Ở vị trí điểm một ô này thì các bạn lưu ý khi mình xỏ kim vào nè, chúng ta thêu chỉ 3, tức là 3 sợi vào một kim thì các bạn để so le nhau không chập đôi nha, chỉ 3 nè. Không chập đôi và cũng không gút luôn. Các bạn đếm cho mình là 1 2 3 là 3 sợi nha. Chỉ 3 nha, các bạn nhìn rõ không? Đó. Hai cái đầu này so le đàng hoàng nha các bạn, không có chập đôi nha. Bây giờ xác định vị trí thêu. Đây là mình chuẩn bị thêu là một ô nè. Vị trí thêu khi mà mình đi dọc thì cái ô nằm ở dưới góc. Mình sẽ đi là sắt trước, huyền sau. Thì dấu sắt đầu tiên thì mình sẽ đưa cái kim xuống ở góc
dưới bên trái của cái ô ký hiệu đầu tiên. Mình đưa kim xuống và kéo kim. Các bạn thấy không, mình không có rút nha. Rồi các bạn lật lại mặt sau và chúng ta tiến hành dấu chỉ. Cái cách này mình dấu chỉ là mình hướng dẫn cho các bạn chưa biết thiêu thôi. Có còn các bạn biết thiêu rồi muốn dấu chỉ mặt trên thì xem ở cái clip mặt trên khác cho mình nha. Cái clip khác mình có up rồi ha. Rồi các bạn lưu ý nha, không không kéo hết cái sợi chỉ xuống mà các bạn chừa ở đây để các bạn dễ thấy ha. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3 nan chỉ nè. Các bạn thấy nó so y như là chúng ta đang nong vậy đó. Các bạn thấy không, một nan ẩn, một nan hiện nè, nan dọc, nan ngang nè. Bây giờ các bạn đưa kim xuống, luồn dưới nan của cái sợi vải ít nhất là 3 nan giùm mình ha. Rồi nó đi ngang cái góc này thấy không? Ha, 3 nan ha. Rồi. Các bạn nhớ vị trí cái lỗ này nha, để hồi chúng ta đâm lên cho đúng đó. Chúng ta kéo cái sợi chỉ ra qua. Và bây giờ chúng ta kéo cái kim qua ba cái nan này. Nhớ chừa một đoạn vì mình so lúc nãy nó chưa có bằng thì chừa một đoạn rồi các bạn chỉnh cũng được. Rồi. Sau khi kéo xong ở nan phần nan cuối cùng này, các bạn lấy kim vòng lại, đâm lại như thế này cho mình một lần nữa. Là chúng ta khóa một cái nan cuối. Bảo đảm các bạn không có bị giục. Rồi bây giờ chúng ta đâm kim lại cái vị trí ban đầu chúng ta đâm kim xuống. Để cây kim ở đây. Khi các bạn chừa chỉ mà chỉ nó ra le nhiều quá thì các bạn có thể cắt bỏ bớt. Tại vì đây là mặt sau ha. Rồi. Khi mình đã đâm cái kim lên vị trí này ha. Đây là sắt trước nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi dấu sắt. Góc dưới, bây giờ chúng ta sẽ đâm kim xuống góc trên. Và chúng ta đưa kim ngang qua luôn. Đưa ngang nha các bạn, đưa ngang đúng ô của cái ký hiệu này nha các bạn. Cái ô chủ nhật, ô ký hiệu đó. Rồi và chúng ta được một dấu sắt. Ha. Bây giờ chúng ta đưa kim xuống ô ký hiệu của ô đó luôn nha, cái góc bên phải. Và chúng ta đâm cái kim lên cái ô tiếp theo kế bên. Đây. Kéo chị thì các bạn sẽ được một dấu nhân, dấu x này là chữ thập nè. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ làm y như cái dấu đầu tiên, đâm kim xuống ở phần trên và đâm ngang kim qua. Mình làm chậm cho các bạn xem ha, cho dễ đó. Rồi ở đây chúng ta còn một ô nữa thì chúng ta tiếp tục đi hết, đi dấu sắt y như vậy luôn. Đi dấu sắt. Đi xong hết ký hiệu đó các bạn mới quay lại đi dấu quyền nha. Chứ các bạn không phải từng ô dấu sắt, từng ô dấu quyền được, không có sắt quyền được như vậy thì chúng ta sẽ bị thiếu chỉ. Khi thiếu chỉ rồi các bạn mua rất là cực, tìm mua chỉ cực lắm nha. À, khi hết ký hiệu này rồi các bạn bắt đầu quay lại đi dấu huyền cho mình. Đâm dấu huyền. Rồi. Chúng ta tiếp tục dấu sắt của cái hàng tiếp theo. Đây là đi dọc tranh, thì đi dọc tranh là đi lên vậy nè, đi theo ký hiệu đi thẳng vậy nè. Còn đi ngang tranh đợt trước là mình đi ngang ha. Rồi tiếp theo chúng ta đi dấu sắt ở phần ký hiệu này là màu khác rồi các bạn, ký hiệu khác rồi các bạn không thiêu nữa. Chúng ta thiêu hết dấu sắt, sau đó các bạn mới đi xuống dấu quyền, đâm chỉ, đâm kim xuống và kéo chỉ về. Phần khi các bạn đâm xuống nè, các bạn lưu ý cho mình nè. Các bạn không đâm kim vào sợi vải, không đâm kim vào vải. Ví dụ như vậy nè, các bạn chọc như vậy xuống nè. Không được nha, các bạn đâm vào cái lỗ vải. Cái lỗ người ta đã dập sẵn nè, cái lỗ vải nè. Các bạn đâm xuống cái lỗ, không đâm vô cái sợi vải nha. Rồi cái thứ hai là các bạn không đâm vào sợi chỉ. Ví dụ sợi chỉ người ta đang nằm đây, cái lỗ nằm chỗ này thì các bạn đâm xuống cái lỗ thôi. Đừng có đâm vô cái sợi chỉ, máng cái sợi chỉ theo vậy nha. Đâm xuống cái lỗ vải thôi. Và đưa lên dấu sắt. Tiếp tục ở đây, các bạn cũng vẫn đi dấu sắt cho mình nha. Khi các bạn kéo lên á, thì các bạn kéo nó hơi lệch về phía trên một chút nè. Các bạn thấy cái sợi chỉ của mình không? Nó hơi hướng về trên chút á. Hơi hướng về mé trên xíu đó.
ở đây có một cái dấu nữa nè, mình đi ngang luôn để chi, để các bạn không có văn chỉ nhiều, đi ngang luôn nha. Tiếp tục dấu sắc, các bạn đi một dấu luôn cho mình, sau đó xong rồi phải không, các bạn vòng về. Ở đây chúng ta có một ô ngang nữa nè, một ô ngang nữa thì các bạn lên chỉ và đi dấu sắc. Để làm chi à? Để các bạn đỡ hao chỉ thôi. Chúng ta đỡ văn chỉ để cái mặt sau của các bạn gọn á. Giờ tới đây ha, các bạn về nè, về dấu huyền cho mình nè, dấu huyền của cái nãy nè. Đâm xuống. Bên đây bên ngang này mình có hai dấu nè, hai dấu ngang luôn, một hàng nè. Có thấy không? Hàng ngang ha. Rồi chúng ta lên kim ở hàng ngang. Rồi, lên dấu sắc. Về dấu huyền cho mình. Và khi các bạn xuống kim á, nhớ là không đâm vào vải nè, thấy không? Chỗ này cái kia cái chỉ của người ta có sẵn nè, các bạn đừng có đâm vô cái chỉ nha. Này đâm lên cái lỗ nè, đó. Né cái chỉ ra. Đó. Khi mà các bạn kéo xuống, kéo kim xuống dấu huyền á, các bạn nhớ là nó hơi lệch vào trong người mình chút xíu. Khi kéo lên thì nó đi lên, cái hướng chỉ đi lên như thế này. Rồi khi kéo xuống dấu huyền thì hướng chỉ đi xéo xuống xíu. Cái cách này thì các bạn đừng áp dụng cái cách này cho tranh phong cảnh, ủa cho tranh nhân vật là tranh Phật nha. Thiêu tranh Phật này nhìn, tại vì á cái cách này á chúng ta thiêu dễ hơn cái cách kia, nhưng mà cái chữ ít của chúng ta nó không có vuông, không có vuông, không có tròn bằng cái cách kia. Đâu rồi, mình nói mình lật ra cho các bạn xem nè. Này các bạn xem cái chữ ít nè. Cái chữ ít của cách đi dọc nè. Đây là chữ ít của cái cách đi ngang nè. Các bạn thấy không? Chữ ít của cái cách đi ngang á, đi ngang tranh á, nó to hơn, nó tròn hơn, mình đi nó tròn hơn. Cho nên á, cái phần chữ ít của cái đi ngang này các bạn thiêu nhân vật, thiêu Phật á, thì khi chúng ta thiêu khuôn mặt á, khuôn mặt Phật nhìn sẽ tròn, tròn hơn, phúc hậu hơn. Cho nên chỉ riêng cái cách đi ngang đó là mình dành riêng cho để thiêu tranh Phật thôi, chứ mình không có thiêu những cái khác. Cái khác, những cái mẫu khác thì mình theo cái cách này là đi ngang tranh nè. Tại vì có bạn hỏi cho nên thôi mình chia sẻ luôn là tại sao mình lại chia ra như vậy. Thì tại vì mình thiêu xấu cho nên mình chia ra cái hai cái mũi thiêu, cái cách thiêu như vậy. Còn bình thường á, những người khác á, những bạn, những chị khác á, chỉ thiêu đẹp, chỉ sẽ thiêu một cái cách một. Còn mình thì mình sẽ dùng áp dụng riêng cái cách đi ngang tranh cho tranh chữ tranh Phật. Tại vì mình thiêu không có khung. Các bạn thiêu khung thì không phải bàn vào rồi. Tại vì thiêu khung á, nó đều, mỗi thiêu của các bạn đều. Trong quá trình các bạn thiêu, các bạn lưu ý cho mình khi chỉ nó bị bồng lên như thế này nè. Các bạn thấy không? Nè, các bạn nhớ chỉnh lại, đừng có lười bỏ qua nha. Lười bỏ qua khi các bạn xuống dấu huyền á, nó xấu lắm. Các bạn kéo sát cái mặt vải cho mình nè. Chỉnh cái sợi lại cho nó nằm sát mặt vải cho mình nha. Khi các bạn đâm xuống, các bạn nhớ chỗ này ba phải không? Đừng đâm vô chỉ, các bạn đâm xuống cái lỗ nè, nó có cái lỗ sẵn nè. Thiêu tranh thường các bạn nên dùng kim 24, size 24 này nha. Các bạn mới thiêu nên dùng, tại vì nó to các bạn dễ cầm lắm. Mà nó cũng không có nhọn, không có đi đâm vô tay như cái loại kim kia, kim thường nha. Kim Đức size 24, nói chung là mình cỡ nào kim nào mình cũng xài. Tặng thử mà. Với lại mình quen cái loại nào, nhưng mà mình trung thành với kim Đức này hơn. Trong quá trình các bạn kéo xuống, ví dụ tới cái mũi dấu huyền á, dấu huyền các bạn kéo xuống thì các bạn nhả tay ra chút, tức là chúng ta kéo nhẹ hơn, cái lực kéo nhẹ hơn so với khi các bạn kéo dấu sắc. Dấu sắc các bạn kéo mạnh, mạnh để cho nó ôm vừa mặt vải, chứ không phải mạnh là để siết vải nha.
Rồi cái dấu huyền này các bạn nhẹ tay một chút. Nè, dấu sắc nè. Mình kéo mạnh, mạnh có nghĩa là vừa ôm mặt vải thôi chứ không phải mạnh trong cái kịch đừng cho nó làm cái lỗ vải chà bá nha các bạn. Các bạn không có kéo vậy nha. Mạnh quá làm cái lỗ vải chà bá đó. Khi chỉ các bạn bị xoắn, mình ví dụ đi, chỉ bị xoắn đi. Bị xoăn lại á thì các bạn kéo cái kim xuống vậy nè, các bạn vuốt chỉ lên. Vuốt chỉ vài lần cái chỉ các bạn nó tưa ra, nó tờ nó rời ra từng từng sợi rồi nó thẳng xuống. Rồi cái cách này là cái cách đi ngang tranh đó các bạn. Tại có bạn hỏi cho nên thôi mình chia sẻ luôn. Còn bạn nào mà muốn làm cái gói thì các bạn comment cho mình đi, mình có sắp xếp thời gian mình làm quay cái làm gói cho các bạn. Nó cũng dễ, có thể các bạn bỏ ra một buổi là làm xong cái gói rồi đó. Các bạn nhớ lưu ý cho mình ha. Rồi. Chúc các bạn thiêu tranh được vui vẻ. Và các bạn mới học thiêu tranh sẽ bị ghiền tranh. Ghiền tranh thiêu như mình. Và như một số chị nói rằng các chị là ghiền thiêu tranh. Các bạn nhớ lưu ý cho mình cái phần mà mình lúc nãy đã chia sẻ về chỉ nè, về mũi thiêu, về hướng thiêu, về lực kéo của bạn ha. Nhớ dấu sắc là ôm sát vải, dấu huyền chúng ta nhả tay ra một xíu. 11CT là thiêu chỉ 3. Rồi, thiêu cái này ghiền luôn á các bạn. Ví dụ như ở đây mình còn một ô mình không đi bởi vì kế bên ở đây mình có một hàng nữa nè. Thì mình sẽ đi hết cái ký hiệu này xuống. Sau đó các bạn sẽ đi ngang. Sau khi các bạn đi hết cái ký hiệu hàng kế bên đó thì các bạn đâm kim qua và các bạn đi của bên đây để chi, để chúng ta đi được thẳng hàng, đi chỉ thẳng hàng thì nhìn mặt sau nó không rối thôi. Rồi các bạn đi về dấu huyền. Coi bây giờ mình cái phần dấu chỉ thì tới đây ha, ví dụ đi. Mình hết chỉ nè. Hết chỉ, hết ký hiệu. Thì mình dấu chỉ. Các bạn lật lại mặt sau và luồn phía dưới của các nang vải. Một, hai nang nè. Ba nang. Các bạn nhớ luồn ở trong nha. Luồn vào trong nè. Mình luồn hai nang rồi đó. Các bạn luồn ba nang vải cho mình. Các bạn sợ nó ruột quá, các bạn luồn 3 nang cho chắc. Chứ thật ra 2 nang à, nó cũng đã chắc lắm rồi. Rồi sau đó các bạn cắt chỉ thôi. Rồi. Nếu các bạn còn gì thắc mắc, các bạn cứ bình luận ở bên dưới. Mình sẽ cố gắng sắp xếp trả lời các bạn hết ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Chào tạm biệt các bạn.